Thưa quý vị, tri ân các anh hùng, liệt sĩ và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Điều này càng có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, nhất là đoàn viên thanh niên. Đây không chỉ là việc làm giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước trong mỗi bạn trẻ, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc cống hiến cho Tổ quốc giữa thời bình. Nghĩa trang Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ. Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, ngay từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an Nhân dân và đoàn thanh niên thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại đây dọn vệ sinh và dâng hương lên từng phần mộ. Từ nguồn kinh phí vận động từng cán bộ chiến sĩ, hơn 1.100 ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn quận Liên Chiểu đã hoàn thiện trang bị hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, thắp sáng nghĩa trang vào ban đêm. Hoạt động này không chỉ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ đi trước. Mong muốn cho đoàn viên thanh niên lan tỏa một gương đẹp đối với những người trẻ tuổi trong công tác là đền ơn đáp nghĩa, nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Qua đó là khơi dậy cái động lực cho các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta phấn đấu, học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hương, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Năm nay mẹ Hương đã ngoài 100 tuổi, trong sự nghiệp kháng Mỹ cứu nước, mẹ đã mất đi hai người thân yêu nhất của mình. Sự mất mát đau thương ấy nay được bù đắp phần nào khi mẹ được sống trong tình yêu thương của thế hệ trẻ hôm nay. Giúp cho các bạn là thấy được cái vai trò, cái trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước. Thì từ đó các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học tập, trong việc lao động để cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Chiến tranh đã đi qua, đất nước đã hòa bình. Nhưng mãi về sau, sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được khắc ghi trong từng thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Đà Nẵng nguyện phấn đấu, học tập và rèn luyện đền đáp công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đang ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.